sau khi kết nối đã được thiết lập, nó được duy trì cho đến khi một trong hai thực thể truyền thông muốn giải phóng nó. Trong quá trình truyền dữ liệu, cơ chế xác nhận và truyền lại được thực hiện. Để truyền dẫn hiệu quả, xác nhận chỉ được gửi cho các gói tin nhận đúng, chứ không gửi cho mỗi gói riêng biệt. Trong ví dụ này, trạm A gửi 4 gói dữ liệu liên tiếp nhau. Số thứ tự trong mỗi gói theo sau được tăng lên bằng số byte chứa nó. Ở đây là 100. Trạm B xác nhận các byte đã nhận được. Phân đoạn xác nhận của trạm B chứa thông tin cho biết gói tiếp theo nó đang đợi số có thứ tự 1402. Để truyền dữ liệu hiệu quả giữa hai trạm, TCP sử dụng cơ chế cửa sổ trượt. Mỗi trạm TCP/IP được truy nhập vào hai cửa sổ phát và cửa sổ thu. Kích thước của cửa sổ cho biết lượng dữ liệu mà một trạm có thể nhận. Ngay khi các gói tin đến bộ đệm thu, chúng được sắp xếp theo số thứ tự. Nếu hai gói tin đến lần lượt, thì trạm thu chỉ truyền một xác nhận chung. Thông tin xác nhận này cũng chứa kích thước mới của cửa sổ thu. Khi nhận được xác nhận này, cửa sổ trạm phát trượt qua phần dữ liệu đã được xác nhận đến phần dữ liệu đang chờ để truyền. Trạm thu không nhất thiết xác nhận ngay lập tức về một phân đoạn vừa nhận. Nó có thể đợi các phân đoạn khác, miễn là bộ đệm thu còn trống. Phương pháp này gọi là xác nhận trễ. Trong trường hợp này, bộ đếm xác nhận trễ cũng được khởi tạo. Khi bộ đếm này đạt giá trị 0, thì tất cả gói tin trong bộ đệm thu phải được xác nhận. Nếu trạm phát không nhận được các xác nhận về các gói còn lại trong một khoảng thời gian quy định, thì các gói tin đó được truyền lại. Nhưng sự truyền lại này sẽ làm tăng tải mạng. Nếu một phân đoạn trong luồng dữ liệu bị mất, thì trạm thu vẫn duy trì việc truyền xác nhận để yêu cầu truyền phân đoạn nó đang đợi cho đến khi nó nhận được phân đoạn đó. Nếu trong khoảng thời gian này, trạm thu nhận được các phân đoạn có số thứ tự cao hơn, thì chúng vẫn được lưu vào bộ đệm thu. Ngay sau khi nhận được phân đoạn đang chờ, trạm thu sẽ gửi xác nhận cho tất cả các phân đoạn trong bộ đệm thu. Giao thức DHCP tập trung vào quản lý việc phân phối các tham số cấu hình TCP/IP bằng cách cấp phát tự động địa chỉ IP cho các máy. Khi một máy tính trong mạng TCP/IP được khởi động, nó yêu cầu thông tin địa chỉ IP từ một máy chủ DHCP. Để có thể tham gia truyền thông trên mạng, máy tính cần có địa chỉ IP và mặt nạ mạng con thích hợp. Các thông tin phụ cũng được truyền qua router mặc định và máy chủ tên miền. Khi máy chủ DHCP nhận được yêu cầu, nó lựa chọn thông tin địa chỉ IP từ khoảng địa chỉ IP được lưu trong cơ sở dữ liệu của nó và cung cấp cho máy khách. Nếu máy khách chấp nhận đề nghị này, thì địa chỉ IP đó sẽ được dành cho máy khách trong một khoảng thời gian xác định. Đây còn được gọi là hợp đồng thuê IP. Để cấu hình một máy khách, DHCP sử dụng quy trình 4 bước. Đầu tiên, máy khách yêu cầu một hợp đồng thuê IP. Nó bắt đầu bằng cách gửi đi một bản tin quảng bá để tìm máy chủ DHCP. Do lúc này máy khách chưa có địa chỉ IP và cũng chưa biết địa chỉ của máy chủ DHCP, nên nó đặt địa chỉ nguồn là 0.0.0.0 và địa chỉ đích là 255.255.255.255 trong bản tin quảng bá. Bản tin quảng bá này được gọi là DHCP Discover. Nó chứa địa chỉ phần cứng của máy khách để máy chủ DHCP biết máy khách nào gửi bản tin này. Bước thứ ba, máy khách chọn đề nghị đầu tiên mà nó nhận được từ một máy chủ DHCP và gửi bản tin quảng bá đến tất cả máy chủ DHCP khác để thông báo đã chọn được địa chỉ IP. Khi nhận được thông báo này, máy chủ sẽ loại bỏ các thông tin cung cấp cho máy khách đó. Bản tin quảng bá này gọi là DHCP Request. Bước thứ tư là xác nhận hợp đồng thuê IP. Máy chủ DHCP có bản tin DHCP Request sẽ thông báo cho máy khách biết hợp đồng đã được chấp nhận. Bản tin này gọi là DHCP Act. Nó chứa địa chỉ IP theo hợp đồng và các tham số cấu hình khác.
cả máy khách và máy chủ đều lưu giữ thông tin này. Bây giờ, máy khách có thể liên lạc với bất kỳ trạm nào trên mạng bằng địa chỉ IP này trong thời gian hợp đồng. Khi quá 50% thời gian hợp đồng, máy khách liên lạc với máy chủ để xin gia hạn hợp đồng. Máy khách gửi bản tin DHCP request trực tiếp đến máy chủ. Sau đó, máy chủ trả lời bằng bản tin DHCP ACK chứa thời gian hợp đồng mới và tất cả các thông số được cập nhật khác. Nếu tại thời điểm 50% thời gian hợp đồng mà máy khách không được máy chủ DHCP gốc gia hạn hợp đồng, thì nó đợi đến thời điểm 87,5% thời gian của hợp đồng và sẽ tìm cách liên lạc với bất kỳ máy chủ DHCP nào bằng cách gửi quảng bá bản tin DHCP request. Bất kỳ máy chủ DHCP nào cũng có thể trả lời máy khách bằng bản tin DHCP ACK. Nếu hợp đồng hết hạn mà máy khách không nhận được một hợp đồng mới, thì quá trình truyền thông của máy khách sẽ bị ngắt cho đến khi nó được cấp một địa chỉ IP mới.